Kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài luyện từ và câu từ tuần 21 đến tuần 23. Ở tuần 21, cô sẽ hướng dẫn các em bài mở rộng vốn từ, từ ngữ về chim chóc, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu, sách tiếng Việt 2 trang 27. Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 3. Mục tiêu cần đạt ở bài tập này là các em sẽ biết đặt câu hỏi với cụm từ ở đâu. Chúng ta cùng nhau đọc yêu cầu đề bài. Đặt câu hỏi với cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau. Các em cần chú ý, trước khi đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu, các em cần xác định bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi ở đâu. Ví dụ ở câu A, sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. Các em thấy bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu là ở phòng truyền thống của trường. Các em sẽ thay bộ phận này bằng cụm từ ở đâu. Chúng ta có câu hỏi sao chăm chỉ họp ở đâu. Tiếp theo câu thứ hai, em ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái. Các em thấy bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu là ở dãy bàn thứ tư bên trái. Các em sẽ thay bộ phận này bằng cụm từ ở đâu. Chúng ta có câu hỏi em ngồi ở đâu. Câu tiếp theo, sách của em để trên sách giá sách. Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu là trên giá sách. Các em sẽ thay bộ phận này bằng cụm từ ở đâu. Chúng ta có câu hỏi sách của em để ở đâu.